Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức diễn đàn chính sách địa phương gồm 5 chủ đề, trong đó chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư dự kiến diễn ra trong tháng 12 năm 2023, chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực diễn ra trong quý 1 năm 2024, chủ đề phát triển du lịch diễn ra trong quý 2 năm 2024, chủ đề chuyển đổi số diễn ra trong quý 3 năm 2024, chủ đề chuyển đổi xanh diễn ra trong quý 4 năm 2024. Chủ trì diễn đàn là Thường trực Tỉnh ủy. Diễn đàn chính sách địa phương nhằm trao đổi, thảo luận, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và kinh nghiệm của các địa phương về các nhóm vấn đề liên quan. Từ đó tìm kiếm giải pháp, cơ chế chính sách để tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa theo nghị quyết số 09 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và của các địa phương theo nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Diễn đàn cũng nhằm bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức rà soát, xây dựng các giải pháp, cơ chế, chính sách hoặc đề xuất kiến nghị trung ương theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm học tới, năm học 2023-2024, toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, các trường công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 5 tháng đóng học phí theo mức thu học phí năm học 2023-2024. Theo nghị quyết số 13 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện khoảng 44 tỷ đồng từ nguồn ngân sách giao trong dự toán hàng năm cho ngành giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết này nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, nhất là sau đại dịch COVID-19 khi tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết về chính sách hỗ trợ về học phí cho học sinh theo chủ trương chính sách và quy định của Chính phủ về hỗ trợ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở ngành liên quan, các tổ chức cá nhân từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, đảm bảo tổ chức giảng dạy đúng giáo trình tài liệu để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030, tháng 7 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khởi động dự án thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun Vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam tài trợ, được triển khai thực hiện trong khoảng một năm với mục tiêu xây dựng, triển khai cơ chế đối thoại công tư trong bảo vệ môi trường và rạn san hô phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun Vịnh Nha Trang, giảm thiểu rác thải nhựa và suy thoái rạn san hô, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân tổ dân phố Bích Đầm. Sau khi khởi động, dự án đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo người dân sống quanh khu vực Vịnh Nha Trang. Mới đây, người dân tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang đã đối thoại đầu bờ trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng
về nội dung làm thế nào để khai thác hiệu quả nghề cá gắn với an sinh bền vững, xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng kết hợp bảo vệ môi trường và rạn san hô Vịnh Nha Trang. Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi đối thoại, người dân mong muốn mô hình phát triển du lịch cộng đồng sớm được triển khai để góp phần tạo nguồn sinh kế ổn định cũng như nâng cao nhận thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường vịnh. Hiện giờ là đang bên phụ nữ tỉnh cũng đang triển khai và tổ chức ra một cái mô hình du lịch cộng đồng. Cái mô hình này nó không có phải là nó cao xa gì, không phải là xây một cái resort hay là một cái khách sạn, nhưng mà đây là du lịch cộng đồng, tất nhiên là đưa khách về ở với gia đình mình thì hoạt động chung với gia đình mình, thì nên là tôi thấy rất là khả thi cái dự án này. Về hướng mà lâu dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là sẽ tiếp tục đề nghị cái dự án cho giai đoạn tiếp theo, đó là hỗ trợ phương tiện sinh kế, phát triển những cái hoạt động du lịch cộng đồng để tạo công ăn việc làm và hỗ trợ người dân trong cái việc là phát triển kinh tế bền vững mà phải xanh. Kinh tế này là phải xanh, bảo vệ cái môi trường. Cái đó là một trong những cái mà Hội Liên hiệp Phụ nữ đang hướng đến. Hướng đến xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, vào đầu tháng 10 vừa qua, nhóm chuyên gia dự án đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát hiện trường tại tổ dân phố Bích Đầm để xác định tình trạng các di tích và giá trị văn hóa hiện có, gồm đình Bích Đầm, cây cổ thụ hơn 100 tuổi, chùa Bích Sơn, miếu An Thanh, biển Bích Đầm, làng chài Bích Đầm, ngọn hải đăng Hòn Lớn, ẩm thực và lễ hội Bích Đầm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều buổi đối thoại thảo luận về nguồn vốn tự nhiên, văn hóa và xã hội phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng Bích Đầm, nhờ hình thức hỗ trợ các bên giữa nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp trong việc tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử và phát huy giá trị văn hóa Bích Đầm, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn rạn san hô ở Hòn Mun gắn với phát triển sinh kế bền vững tại cộng đồng. Nếu dự án này hoàn thành thành công trong thời gian tới thì đây sẽ là một cái mô hình điểm để giúp cho Nha Trang hình thành các cái chương trình du lịch cộng đồng, và đặc biệt là sẽ giúp bảo vệ khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang bền vững hơn, rồi là giảm các cái tác động lên khu vực này cũng như là các cái vấn đề liên quan đến rác thải nhựa và tăng cường sinh kế cho người dân. Và cái này đang làm thử ở cái cộng đồng Bích Đầm trên đảo Nha Trang và cái dạng san hô Hòn Mun. Nếu như thành công thì sau này nhân rộng ra toàn bộ vịnh, về lâu dài thì ta sẽ làm cái nâng lên thành một cái chính sách, một cái cơ chế chính sách chung. Đấy chính là cái ý nghĩa của cái dự án này, cái việc phục hồi Vịnh Nha Trang trong tương lai. Thời gian qua, môi trường Vịnh Nha Trang nói chung, rạn san hô khu vực biển Hòn Mun nói riêng có biểu hiện suy thoái do nhiều nguyên nhân. Theo nhận định của chuyên gia, khu vực biển Hòn Mun sẽ tiếp tục là nơi tập trung sôi động các hoạt động của khối tư nhân trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Do đó, về nguyên tắc, bên cạnh quyền lợi, khối tư nhân và các bên liên quan khác như khối nhà nước phải thực hiện nghĩa vụ tham gia tích cực, chủ động và tự giác trong bảo tồn lâu dài môi trường vịnh và rạn san hô khu vực biển Hòn Mun. Song trên thực tế, sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương, khối tư nhân và khối nhà nước còn hạn chế, nhất là thiếu sự đồng thuận và hợp tác hành động để giảm thiểu xung đột lợi ích giữa các bên sử dụng biển giữa mục đích bảo tồn và phát triển kinh tế biển đảo trong khu vực, cũng như để giảm sức ép đến hệ sinh thái rạn san hô quý giá trong khu vực biển Hòn Mun. Do đó, việc triển khai dự án là nội dung cần thiết, hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác cụ thể và chặt chẽ giữa các bên liên quan thuộc khối nhà nước với cộng đồng và khối tư nhân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và rạn san hô, hướng tới phát triển bền vững phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun và Nha Trang trong thời gian tới. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Hội đồng đội nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết và trao giải hội thi hùng biện tiếng Anh cán bộ chỉ huy đội tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Tại vòng chung kết, 12 thí sinh bốc thăm chủ đề hùng biện, thời gian chuẩn bị là 15 phút, sau đó thuyết trình từ 3 đến 5 phút trước ban giám khảo và khán giả.
Hội thi tiếng Anh dành cho chỉ huy đội được phát động từ đầu tháng 11 năm 2023. Hội thi đã nhận được hơn 650 tác phẩm dự thi của khối tiểu học và trung học cơ sở với nội dung hùng biện phong phú, hấp dẫn và sự đầu tư chỉnh chu từ văn bản, ngôn ngữ, bối cảnh phù hợp thông qua các video vòng sơ khảo trực tiếp tại vòng chung khảo. Qua vòng chung kết, 12 thí sinh đã đem đến cho hội thi sự phong phú về chủ đề, khả năng hùng biện và tự tin trả lời các câu hỏi của ban giám khảo, tạo sự lan tỏa đến đông đảo các em học sinh thiếu nhi, góp phần cổ vũ và lan tỏa cho phong trào người Khánh Hòa nói tiếng Anh. Chiều hôm qua tại thành phố Cam Ranh, lữ đoàn 957 vùng 4 Hải quân phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương tổ chức bàn giao hai ngôi nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Tổng kinh phí xây dựng hai căn nhà được xây mới là hơn 200 triệu đồng do Ban dân phận Thành ủy Cam Ranh, Hội chữ thập đỏ Cam Ranh, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 957 và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công xây dựng. Việc trao tặng nhà thể hiện sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 957, góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh phát triển. Dịp này, lữ đoàn 957 tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Cam Thịnh Tây với nhiều hoạt động như thu gom rác, vệ sinh trường học, công trình dân sinh, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương, chiếu phim phục vụ nhân dân. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 957 đã trao tặng nhiều phần quà, vật dụng sinh hoạt có giá trị cho Đảng ủy xã Cam Thịnh Tây và trường mầm non xã Cam Thịnh Tây. Tối qua, khách sạn Pua Tít, thành phố Nha Trang tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel kết hợp với quỹ từ thiện để chào đón Giáng sinh và năm mới. Sự kiện thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia. Trong không khí lễ hội tưng bừng và rộn rã, du khách và người dân địa phương đã được thưởng thức các bài hát, điệu nhạc Giáng sinh sôi động kết hợp với độc tấu piano độc đáo. Cùng thắp sáng cây thông Noel cao hơn 4 mét, được kết từ những thanh trúc thân thiện với môi trường và được trang trí từ vỏ ốc, vỏ sò, sao biển, v.v. Ngoài nghi thức thắp sáng cây thông Noel, khách sạn còn tổ chức bán sản phẩm gây quỹ từ thiện, bảo trợ cho các trẻ em cơ nhỡ như áo thun, bưu thiếp, giỏ sách gói, ống hút tre, bình giữ nhiệt, bánh quy, mứt, v.v. Toàn bộ doanh thu bán vật phẩm và tiền mặt quyên góp được từ chương trình sẽ được trao tặng cho máy ấm Phước Phúc và máy ấm Thiện Tâm thành phố Nha Trang vào ngày 16 tháng 12 sắp tới. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, câu lạc bộ bóng bàn Đoàn Kiến Quốc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa mở rộng tranh cúp Việt 54. Tham gia giải có gần 50 vận động viên đến từ 9 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên sẽ thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam nữ. Giải đấu là dịp để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học tập, phát triển trình độ chuyên môn giữa các vận động viên của các câu lạc bộ, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện bóng bàn trên toàn tỉnh. Qua đó, phát hiện, bổ sung vận động viên tiềm năng cho đội tuyển bóng bàn địa phương chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm. Thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên thì ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 17 cho đến 31 độ. Với Nam Bộ thì có mây, ngày nắng, đêm không mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.